Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu vừa tổ chức hội nghị công bố đồ án điều chỉnh cục bộ khu C thuộc quy hoạch chung xây dựng khu đô thị và mở rộng diện tích vùng cận thị trấn Yên Châu, tỷ lệ 1/2000 giai đoạn 2020-2025. Theo quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ khu C thuộc quy hoạch chung xây dựng đô thị và mở rộng diện tích vùng phụ cận thị trấn Yên Châu, tỷ lệ 1/2000 giai đoạn 2020-2025, diện tích lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật khu đất quy hoạch trụ sở cơ quan được quy hoạch tại bản Nghè, xã Sà Vạt có tổng diện tích 23,63 ha. Quyết định cũng cho phép điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật khu vực nhà máy gạch Tuy Nen Yên Châu thuộc bản Bát xã Sà Vạt là 4,79 ha với các nội dung tăng giảm diện tích các lô đất quy hoạch trụ sở cơ quan, đất tiểu thủ công nghiệp, đất giao thông cùng các chức năng hạ tầng khác phù hợp với thực tiễn. Việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch nhằm tạo nguồn lực để đầu tư xây dựng thị trấn Yên Châu sớm đạt đô thị loại 4, trở thành đô thị phát triển văn minh, xứng đáng là trung tâm kinh tế văn hóa xã hội của huyện Yên Châu, góp phần thực hiện mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra.